Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sự thật về thần dược, lá sen khô chữa huyết áp, tiểu đường. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bệnh nhân huyết áp, tiểu đường từng bỏ thuốc điều trị, uống thuốc tể xanh đỏ, uống nước lá sen khô và phải nhập viện trong tình trạng đường huyết cao vọt, thậm chí hôn mê. Bệnh nặng thêm vì bỏ thuốc uống nước lá. Thạc sĩ bác sĩ Tạ Xuân Trường, Phó trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, có không ít bệnh nhân mắc các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, không tuân thủ điều trị, tự ý bỏ uống thuốc để chuyển sang chữa theo các phương pháp truyền miệng, khiến bệnh trở nặng hơn. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Trong gần 7.000 bệnh nhân tiểu đường tăng huyết áp, bệnh viện đang quản lý ngoại trú thì có tới 2/3 bệnh nhân mắc cùng lúc hai bệnh này. Vì thế, điều trị quan trọng nhất là kiểm soát lượng đường trong máu, mỡ máu, huyết áp cao, kiểm soát biến chứng tiểu đường. Nhưng nhiều người lại sợ thuốc nên cứ nghe mách bảo dùng loại thuốc nam, thuốc tể, thực phẩm gì tốt cho bệnh nhân tiểu đường là tin tưởng dùng. Bỏ thuốc điều trị rất nguy hiểm, bác sĩ Trường nói. Sai lầm bệnh nhân hay mắc phải nhất đó là dùng các loại thuốc tể xanh đỏ. Thực tế nhiều loại do các cơ sở mua thuốc tây tán ra rồi đóng viên bán cho bệnh nhân, rồi ngày ngày uống nước lá sen khô để hạ đường máu, nhưng bỏ thuốc rất nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân tiểu đường sợ cơm, coi cơm như nguyên nhân gia tăng đường huyết, khiến họ không dám ăn, chỉ ăn nhiều đạm và rau xanh với mong muốn giảm đường huyết. Trong khi đó, việc ăn nhiều đạm, cắt bỏ cơm khiến dinh dưỡng không cân đối, không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Những người tuyệt đối không được dùng nước lá sen. Từ xưa, tất cả các bộ phận của sen, từ lá sen, hạt sen, tâm sen, củ sen, v.v. đều được sử dụng làm món ăn, bài thuốc. Nhất là thời gian gần đây, nhiều chị em truyền tay nhau và xem lá sen như một thần dược giảm béo tự nhiên mà hiệu quả. Theo đông y, lá sen có vị đắng chát, tính bình. Thời xưa, lá sen tươi là vị thuốc rất thông dụng trong dân gian, dùng để chữa trị các chứng bệnh thử thấp gây nên như cảm nắng, say nắng, đau bụng tiêu chảy, v.v. Còn lá sen khô hoặc đã thiêu toàn tính, dùng để chữa các chứng xuất huyết. Theo kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy, ngoài những tác dụng mà người xưa đã phát hiện, lá sen còn có tác dụng giảm béo và chống xơ vữa động mạch. Do trong lá có nhiều loại alkaloid và flavonoid đặc biệt, ngoài ra còn có tác dụng giải độc nấm. Tuy nhiên, lá sen cũng như những thực phẩm khác, nếu dùng không đúng sẽ để lại hậu quả khó lường. Dưới đây là những tác dụng phụ cần phải tránh khi dùng lá sen. Phụ nữ khi đang trong thời kỳ hành kinh, phụ nữ khi đang mang thai hoặc cho con bú không nên dùng lá sen. Những người có thể nhiệt khi uống vào thì hạ hỏa, trong người sảng khoái, ngủ tốt hơn. Nhưng ngược lại, trường hợp người có thể hàn uống vào cũng ngủ được, nhưng về lâu dài sẽ bị mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường. Nếu sử dụng lá sen lâu dài, có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và làm giảm ham muốn tình dục. Không dùng nước lá sen thay nước khi dùng thực phẩm giảm cân khác. Lưu ý, nên uống lá sen trước bữa ăn ít nhất 30 phút hoặc sau bữa ăn khoảng 1 giờ để không gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.